Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ mở điều trần công khai Việt Nam thao túng tiền tệ. Theo trang công báo chính phủ của Liên bang Mỹ, cuộc điều trần trực tuyến của cơ quan đại diện thương mại Mỹ diễn ra vào ngày 29 tháng 12 là để thảo luận về việc liệu tiền tệ của Việt Nam có bị định giá thấp hay không. Các hành động cũng như chính sách của Việt Nam liên quan đến việc định giá thấp tiền đồng và liệu các hành động và chính sách này có làm bất hợp lý hay phân biệt đối xử hay không. Sự việc khiến ta gợi nhớ tới gần đây 32.000 tỷ đồng Việt Nam được trở ra khỏi nước ngoài. Liệu có phải đây để đổi tiền Mỹ và các ngoại tệ hay không? Và cho biết cuộc điều trần này trực tuyến bắt đầu từ 9 giờ sáng 30, có trụ sở và thời gian làm việc, và sự tham gia của nhiều đại diện các hiệp hội, tổ chức, cơ quan và trường đại học, trong đó có chủ tịch của các hội đồng doanh nghiệp ASEAN Alexander Feldman và đại diện phòng thương mại Hoa Kỳ M-Trump tại hội nghị của hơn đại diện cho hơn 500 doanh nghiệp Mỹ có quan hệ làm ăn với Việt Nam. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông báo của cơ quan đại diện Mỹ về phiên điều trần công khai về điều tra thao túng tiền tệ của Việt Nam diễn ra vào hôm 29 tháng 12. Các hiệp hội doanh nghiệp Mỹ cũng đang tích cực kêu gọi vận động hành lang để ngăn chặn khả năng chính quyền của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế trừng phạt lên hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, một hành động gây tổn hại lợi ích doanh nghiệp Mỹ và quan hệ song phương đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Giới điều hành doanh nghiệp Mỹ đã vận động Quốc hội ngăn chặn một phán quyết bất lợi mà theo họ sẽ gây đứt đoạn chuỗi cung ứng, thiệt hại trực tiếp đến giới doanh nghiệp Mỹ. Truyền thông quốc tế cũng đưa tin trong tuần qua, nhiều văn phòng nghị sĩ ở Washington DC đã nhận được hàng loạt các cuộc gọi bày tỏ quan ngại của các doanh nghiệp từ các bang mà họ đại diện. Trong bản kiến nghị đã nộp lên Ủy ban điều tra và thao túng tiền tệ của Mỹ, Hiệp hội các nhà sản xuất may mặc da giày Hoa Kỳ đã khẳng định rằng Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng khi các công ty Mỹ triển khai các chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc. Việt Nam áp đặt các mức thuế và việc áp đặt các mức thuế mang tính trừng phạt những các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam sẽ gây ra sự gián đoạn vô cùng nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Mỹ. 8 hiệp hội thương mại đại diện cho các nhà đầu tư và các nhà máy của Việt Nam và Hàn Quốc gần đây cũng đã gửi thư cho chính phủ Mỹ kêu gọi cơ quan này xem xét kéo dài thêm thời gian lấy ý kiến công chúng cho cuộc điều tra theo điều 301 của đạo luật thương mại năm 1974. Trước đó, vào ngày 16 tháng 12, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng thông báo gửi các báo cáo bán niên trước Quốc hội và đã liệt Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Đây là hình ảnh chụp màn hình báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ vào hôm 16 tháng 12 trên trang web của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, trong đó thông báo việc chính thức đưa Việt Nam và Thụy Sĩ vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Phân tích về hệ lụy của việc bị Mỹ quy kết là đối tác thương mại thao túng tiền tệ, ông Vũ Tú Thành, Phó Giám đốc điều hành khu vực Hội đồng Kinh tế Hoa Kỳ ASEAN cho biết, có hai cơ quan có quyền quy kết. Một đối tác thương mại Mỹ là thao túng tiền tệ, tức là cố tình phá giá nội tệ để hàng hóa sản xuất ở nước mình rẻ hơn so với nước ngoài, nhằm đạt lợi thế không công bằng trong quan hệ thương mại với Hoa Kỳ. Đó là Bộ Tài chính và đại diện thương mại. Việc Bộ Tài chính Mỹ quy kết một đối tác là thao túng tiền tệ không tự động đi kèm vào các biện pháp trừng phạt nào. Tuy nhiên, đó sẽ là một cơ sở pháp lý quan trọng, nhưng không phải là duy nhất, để hoặc là Bộ Thương mại quyết định điều tra và có thể áp thuế chống trợ cấp và hoặc là cơ quan của Mỹ khởi động một cuộc điều tra về hành vi cạnh tranh không lành mạnh của đối tác bị quy kết và có thể tăng thuế nhập khẩu mang tính trừng phạt. Trong trường hợp của Việt Nam, vào hồi tháng 8 năm nay 2020, Bộ Tài chính Mỹ đã kết luận rằng Việt Nam đã can thiệp phá giá đồng Việt Nam dẫn đến lợi thế không công bằng của mặt hàng lốp xe hạng nhẹ sản xuất ở Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ. Trên cơ sở này, Bộ Thương mại đã tiến hành điều tra và ngày 4 tháng 11 có kết quả sơ bộ khẳng định vi phạm. Đi kèm với kết luận sơ bộ này là lệnh của DOC yêu cầu Hải quan và Biên phòng Mỹ thu tiền ký quỹ từ các đơn vị nhập khẩu với tỷ lệ từ 6,23 cho đến 10,08% bằng với tỷ lệ trợ cấp tổng giá trị đơn hàng. Cuộc điều tra này vẫn đang được tiếp diễn và DOC dự kiến đưa ra kết luận cuối cùng vào giữa tháng 3 năm 2021. Nếu kết luận cuối cùng vẫn là vi phạm, thì vụ việc sẽ được đưa lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ xem xét. Nếu Ủy ban này ra phán quyết dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2021,
khẳng định vi phạm, thì DOC sẽ chính thức áp thuế với sản phẩm này. Kết luận thao túng tiền tệ của Bộ Tài chính vào hồi tháng 8 cũng là cơ sở để Chính phủ Mỹ công bố vào ngày 2 tháng 10 năm 2020 cuộc điều tra thao túng tiền tệ với Việt Nam theo điều luật 301 của luật thương mại năm 1974. Đây là hình ảnh ông Biden, Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Ông sẽ nhậm chức Tổng thống thứ 46 vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Sau phiên điều trần công khai về vấn đề này diễn ra vào ngày 29 tháng 12 năm 2020 theo hình thức trực tuyến, tổ chức này của Mỹ tiếp tục nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản đến ngày 7 tháng 1 năm 2021. Thông thường sẽ phải mất vài tuần sau hạn chót này thì tổ chức của Mỹ mới ra kết luận, và cuộc điều tra của DOC nói trên mất gần 3 tháng mới ra kết luận sơ bộ như vậy. Nếu kết luận là vi phạm thì có nhiều lựa chọn để buộc Việt Nam phải điều chỉnh chính sách nhằm loại bỏ lợi thế không công bằng hàng hóa Việt Nam do chính sách can thiệp tiền tệ tạo ra. Tuy nhiên, lựa chọn ưa thích của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế nhập khẩu, trừng phạt như đã làm với Trung Quốc thì điều này có thể được lặp lại với Việt Nam. Mức thuế này có thể lên tới 25% chứ không cần tương xứng với mức trợ cấp và áp cho bất kỳ ngành nào. Trước những lo ngại về khả năng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tăng thuế đánh vào các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trước ngày 20 tháng 1 năm 2021, thời hạn chuyển giao chính quyền cho Tổng thống đắc cử Biden, ông Vũ Tứ Thành nhận định với Vietnam Times rằng khả năng này ít xảy ra. Khả năng là bên chính phủ Mỹ sẽ ra phán quyết áp thuế trừng phạt đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam trước ngày 20 tháng 1, khi ông Trump bàn giao nhiệm sở cho người kế nhiệm. Tổng thống đắc cử Biden vẫn có thể xảy ra nhưng ở mức độ rất thấp. Để giảm thiểu khả năng này, các doanh nghiệp Mỹ cần tích cực tham gia điều trần và gửi góp ý. Theo nhiều chuyên gia về quan hệ Việt-Mỹ, ngay cả trong trường hợp chính phủ Mỹ ra phán quyết về áp thuế trừng phạt đối với Việt Nam trước thời điểm bàn giao chính quyền vào ngày 20 tháng 1, Việt Nam vẫn còn có cơ hội tác động để thay đổi phán quyết dưới thời chính quyền của Tổng thống đắc cử Biden. Bởi lẽ chính quyền của ông Biden đề cao cách tiếp cận đa phương trong quan hệ quốc tế, trong khi điều khoản 301 là một công cụ đơn phương đi ngược lại với các quy định nguyên tắc của các thiết thể chế đa phương như Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Theo ông Vũ Tú Thành, bà Catherine Tai, người được ông Biden chỉ định đứng đầu cơ quan đại diện thương mại Mỹ, tới đây có cách tiếp cận mềm dẻo và dễ chịu hơn người tiền nhiệm, ông Lightfoot. Đây là hình ảnh bà Catherine, người được ông Biden chỉ định đứng đầu cơ quan đại diện thương mại Mỹ. Ông Thành và nhóm doanh nghiệp Mỹ-Việt từng gặp bà Thai ở Quốc hội Mỹ vào năm 2018. Bộ trưởng Tài chính mới của ông Biden, bà Janet Yellen, cũng được cho là có quan điểm linh hoạt hơn đối với việc các quốc gia khác sử dụng công cụ chính sách kinh tế vĩ mô, nhất là các chính sách tiền tệ và tài khóa để đạt được các mục tiêu kinh tế của họ, như phát biểu của bà vào hồi năm ngoái. Bà Yellen dự kiến sẽ dẫn đầu một cuộc đánh giá lại danh sách các nước thao túng tiền tệ của chính quyền hiện tại vào tháng 4 năm 2021. Song song với cuộc điều tra nói trên, thì chính phủ Mỹ cũng đồng thời tiến hành cuộc điều tra về việc nhập khẩu và sử dụng gỗ bất hợp pháp của Việt Nam, được công bố điều tra cùng ngày cùng cơ sở pháp lý là điều khoản 301. Chính phủ Mỹ cũng đã sẽ mở cuộc điều trần online với các ngành gỗ vào ngày 28 tháng 12 năm 2020 vào lúc 9 giờ 30 phút sáng. Vào ngày 2 tháng 10 năm 2020, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ đã khởi động một cuộc điều tra theo mục 301 của đạo luật thương mại Hoa Kỳ, nhằm điều tra việc sử dụng gỗ được cho là khai thác hoặc buôn bán bất hợp pháp và thao túng tiền tệ của Việt Nam. Cáo buộc của tổ chức này tại Mỹ về ngành gỗ đang được tập trung vào các vấn đề như sau. Việt Nam nhập khẩu nhiều gỗ, trong đó có một phần là gỗ được khai thác và buôn bán bất hợp pháp, trái với những quy định của luật pháp của chính Việt Nam và vi phạm quy định của nước xuất khẩu và các quy định quốc tế. Việt Nam nhập khẩu gỗ bất hợp pháp, khai thác từ các khu bảo tồn của Campuchia, vi phạm luật pháp Campuchia và luật pháp Việt Nam. Một số cán bộ công chức và cơ quan chức năng ở các địa phương của Việt Nam có chung đường biên giới Campuchia đã hỗ trợ quá trình này. Và Việt Nam nhập khẩu gỗ từ Cameroon và Cộng hòa Dân chủ Congo cũng có thể là gỗ khai thác trái với luật pháp của các quốc gia này. Thứ tư là Việt Nam ngầm duy trì buôn bán gỗ bất hợp pháp qua biên giới, vi phạm luật của các quốc gia và luật của Việt Nam, vi phạm quy định của Công ước CITES về buôn bán các loài động và thực vật nguy cấp, quý hiếm.
Thứ năm là Việt Nam không thực thi nghiêm khắc pháp luật của chính mình về nhập khẩu và chế biến gỗ, nhất là các quy định về nguồn gốc gỗ hợp pháp. Thứ sáu là Việt Nam sử dụng gỗ bất hợp pháp có nguồn gốc từ nhập khẩu tại thị trường nội địa. Một phần gỗ bất hợp pháp nhập khẩu này được sử dụng để sản xuất các mặt hàng gỗ xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Và phản biện các cáo buộc trên, trong suốt thời gian qua, các hiệp hội và doanh nghiệp gỗ đã có thư phản biện gửi cho chính phủ Mỹ nhằm đưa ra các chứng cứ khẳng định Việt Nam không sử dụng gỗ bất hợp pháp. Đây là hình ảnh chụp màn hình phiên điều trần trực tuyến hôm 28 tháng 12 của cơ quan đại diện thương mại Mỹ đối với cáo buộc Việt Nam nhập khẩu và sử dụng gỗ bất hợp pháp theo điều khoản 301 luật thương mại Mỹ do nhà báo Thục Minh đăng trên trang Facebook cá nhân. Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp gỗ Việt Nam tham gia phiên điều trần hôm 28 tháng 12 vừa qua gồm có 5 hiệp hội, gồm Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương, Hiệp hội Gỗ và Thủ công Mỹ nghệ Đồng Nai và Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Dương cùng 4 công ty Tiến Đạt, Đại Thành, Hiệp Long, Minh Thành. Theo dõi trực tuyến phiên điều trần, nhà báo Thục Minh đã chia sẻ quan điểm trên trang Facebook cá nhân như sau. Điều đáng chú ý là các doanh nghiệp gỗ Việt Nam đưa ra đại diện toàn những gương mặt rất trẻ, nói tiếng Anh cực tốt, mà nếu nhắm mắt lại nghe thì không thể phân biệt được đó là người Việt hay người từ các quốc gia nói tiếng Anh. Điều đó cho mình nhận định là Việt Nam đang có một lớp doanh nghiệp trẻ được đào tạo bài bản ở nước ngoài và trở về nước đảm nhận các chức trách trong doanh nghiệp gia đình hay công ty cổ phần, có đủ trình độ và tự tin để đối diện với các thách thức trong kinh doanh quốc tế. Bài viết này đã nhận được sự đồng tình của nhiều người. Các ý kiến được bình luận rằng doanh nghiệp ngành gỗ và chế biến gỗ đã chuẩn bị cho cuộc gặp này cực kỳ bài bản và mong kết quả sẽ không tệ. Tài khoản Facebook tên là Nguyễn Hải Vân cũng cho rằng các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ của Việt Nam đã kinh qua đủ các loại đàm phán với các nước, thêm cả Úc, Nhật cùng chủ trì đề tài này hơn 10 năm nay rồi, nên chắc chắn kết quả sẽ tích cực. Còn chuyên gia Vũ Tú Thành cũng nhận định một cách khách quan trên trang Facebook như sau. Mục đích cuối cùng của Mỹ vẫn là giảm thâm hụt thương mại trước mắt, hướng tới cân bằng hoặc thặng dư thương mại về lâu dài với Việt Nam. Nên nếu có những biện pháp khác hiệu quả hơn, ví dụ như Việt Nam ký vài hợp đồng lớn mua hàng của Mỹ hay ban hành chính sách nhập khẩu nhiều nông sản của Mỹ hơn để đạt được mục tiêu cuối cùng này, thì rồi cuối cùng Tổng thống Trump sẽ không áp thuế lên hàng nhập khẩu và trừng phạt. Nhưng đó chỉ là giả định cho hành động này thôi. Cuối cùng, với các vụ điều tra chống phá giá hay chống trợ cấp như vụ lốp xe nói trên của DOC, vụ điều tra về gỗ bất hợp pháp và thao túng tiền tệ của Việt Nam hoàn toàn không có nguyên đơn, bao gồm các doanh nghiệp hoặc hiệp hội doanh nghiệp Mỹ bị hại, còn hầu như tất cả các ý kiến tham gia điều trần ở cả hai vụ là cả của Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đều cho rằng Việt Nam không vi phạm và nêu ra những hệ lụy tiêu cực cho doanh nghiệp Mỹ nếu chính phủ Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 12 năm 2020 với bản tin Mỹ mở điều trần công khai, Việt Nam thao túng tiền tệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.